Tự lực Bookstore và Đinh Quang Thái trân trọng kính chào quý khán giả. Sau đây xin kính mời quý vị theo dõi một bình luận chiều thứ ba ngày 9 tháng 3 năm 2021 với chủ đề là cuộc chiến của Đảng Trump với Đảng Cộng Hòa. Thưa quý vị, trong số phát hành ngày hôm qua trên online thì có đăng bài viết của ký giả Jonathan Isley với tựa đề là Trump Ramp Up Battle with the Republican Leadership. Bài báo mở đầu như thế này, nói rằng cựu Tổng thống Donald Trump đang gia tăng cái cường độ, cái cuộc chiến chống lại giới lãnh đạo của Đảng Cộng Hòa. Đòi hỏi những người của Đảng Cộng Hòa khi đi vận động tranh cử không được dùng tên tuổi và hình ảnh của ông Donald Trump. Ngoài ra thì ông Donald Trump còn cam kết là sẽ đi 48 tiểu bang để vận động chống lại nghị sĩ Lisa Murkowski của tiểu bang Alaska. Bà là một nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa mà đã từng lên tiếng để chống lại ông Donald Trump. Bà Lisa Murkowski sẽ tái tranh cử trở lại vào năm 2022. Trong tuần lễ vừa qua thì ông luật sư của ông Donald Trump đã gửi một cái lá thư cho ba cái định chế của Đảng Cộng Hòa. Định chế thứ nhất là Ủy ban Cộng Hòa Toàn Quốc, tức là Republican National Committee. Ủy ban thứ hai là The National Republican Senatorial Committee, là ủy ban của những vị nghị sĩ Cộng Hòa Toàn Quốc. Và ủy ban thứ ba là National Republican Congressional Committee, tức là ủy ban của các vị dân biểu Cộng Hòa Toàn Quốc. Lá thư của ông luật sư của ông Trump nói rất rõ là cần phải có sự cho phép rõ ràng của ông Trump thì các ủy ban mới được dùng hình ảnh của ông Trump để gây quỹ cho Đảng Cộng Hòa. Cái hành động của cựu Tổng thống Donald Trump cho thấy rằng ông rất bực tức với 7 dân biểu liên bang của Đảng Cộng Hòa đã bỏ phiếu cùng với phía Dân Chủ để luận tội ông Donald Trump. Ngoài ra, ông cũng rất giận dữ với 7 nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa đã bỏ phiếu đồng ý là kết án ông Donald Trump. Nhưng mà rất may là hôm đó thì bên Thượng viện, phía bên Dân Chủ không đủ phiếu, cho nên cái buổi mà kết án đó họ đã tha bổng cho ông Donald Trump. Thưa quý vị, ủy ban của ông Donald Trump còn nói rất rõ chỉ đích danh nghị sĩ mà hiện nay đang lãnh đạo khối thiểu số của Thượng viện Liên bang là ông Mitch McConnell, tiểu bang Kentucky, và những vị nghị sĩ lãnh đạo khác, kêu gọi rằng những người đó không được dùng hình ảnh của ông Trump. Trong khi đó thì thưa quý vị, cho tới giờ phút này người ta chưa thấy dấu hiệu ảnh hưởng nào sau cái lời yêu cầu của ông Donald Trump cả. Bằng chứng là hai ủy ban nghị sĩ Cộng hòa Toàn Quốc và ủy ban Cộng hòa Toàn Quốc vẫn dùng tên tuổi và hình ảnh của ông Donald Trump khi họ gửi những email cho những người ủng hộ Đảng Cộng Hòa. Trong lá thư trả lời cho ông Donald Trump, thì luật sư của các vị nghị sĩ thuộc Ủy ban Cộng Hòa Toàn Quốc là luật sư Justin Reimer thẳng thừng trả lời rằng Đảng Cộng Hòa dựa theo tu chính án thứ nhất có toàn quyền sử dụng hình ảnh của những nhân vật công chúng và Đảng Cộng Hòa sẽ tiếp tục làm như thế để theo đuổi những mục đích của Đảng Cộng Hòa. Lá thư xác nhận rằng ông Trump đã đích thân cho phép Ủy ban Đảng Cộng Hòa Toàn Quốc dùng tên tuổi của ông Trump cho các mục tiêu gây quỹ. Thưa quý vị, cái lời qua tiếng lại giữa một bên luật sư của ông Trump, một bên là luật sư của những người Đảng Cộng Hòa đã trở thành vấn đề mà được báo chí đề cập tới rất nhiều và khiến cho nhiều nghị sĩ và dân biểu của Đảng Cộng Hòa bị lâm vào hoàn cảnh rất khó xử, bao gồm cả nữ chủ tịch Ủy ban Cộng Hòa Toàn Quốc là bà Rona McDaniel. Người thứ hai đó là lãnh đạo khối thiểu số của Hạ viện Liên bang là dân biểu Kevin McCarthy. Người thứ ba là chủ tịch của Ủy ban Nghị sĩ Cộng hòa Toàn Quốc là Sandridge Scott, tiểu bang Florida, và chủ tịch của Ủy ban Dân biểu Cộng hòa Toàn Quốc là dân biểu Tommy Emmer, tiểu bang Minnesota. Tại sao vậy? Bởi vì theo như lời dân biểu Tom Emmer đó,
thì ông nói rằng ông chưa trực tiếp nói chuyện với ông Trump về vấn đề này, tức là cái sự mà ông Trump muốn phía Đảng Cộng Hòa ngưng sử dụng hình ảnh của ông Trump. Ông Tommy Emmer chưa nói với ông Trump về điều đó, nhưng ông tin rằng ông Trump hành động như thế chẳng qua chỉ nhằm vào việc cấm 10 dân biểu từng chống ông Trump không được dùng hình ảnh của ông Trump, và chẳng qua cũng chỉ cấm 10 vị nghị sĩ chống ông Trump không được dùng hình ảnh của ông Trump mà thôi. Thưa quý vị, một số các vị nghị sĩ và dân biểu của Đảng Cộng Hòa đó, thì hiện nay họ có lo lắng, bởi vì họ biết rằng tất cả những cái việc làm của ông Donald Trump có thể gây khó khăn cho nỗ lực của Đảng Cộng Hòa muốn chiếm lại cái thế đa số của Thượng viện Liên bang và Hạ viện Liên bang. Chúng ta biết là trong cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11 vừa qua, thì phía bên Dân Chủ thắng hành pháp, tức là Tổng thống Joe Biden. Phía bên Dân Chủ thắng đa số tại Hạ viện Liên bang, và phía bên Dân Chủ cũng thắng luôn phía đa số tại Thượng viện Liên bang. Thì hiện nay rất nhiều vị dân cử của Đảng Cộng Hòa lo lắng là cái chuyện mà đấu đá nội bộ này đó sẽ khiến cho Cộng Hòa một lần nữa thất bại vào tay Dân Chủ trong cái cuộc bầu cử năm 2022 sắp tới. Lá thư của luật sư ông Trump gửi ra cùng với lúc mà ông Trump tiến hành cái vụ tấn công nhắm vào nữ nghị sĩ Murkowski của tiểu bang Alaska. Trong tuần lễ vừa qua thì ông Trump thề là ông sẽ đi tới Alaska để mà nhằm mục đích vận động cử tri không bầu cử cho bà Murkowski. Thưa quý vị, bà Murkowski là một vị nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa duy nhất mà sẽ ra tranh cử vào năm 2022 sắp tới đây. Và bà đã từng cam kết là bà sẽ phải luận tội ông Donald Trump. Nhiều người của Đảng Cộng Hòa tự tin rằng bà nghị sĩ Murkowski, mặc dù đã bị thua trong cái cuộc bầu cử sơ bộ năm 2020, nhưng vẫn chiến thắng trong cái cuộc bầu cử vào tháng 11 năm 2022 sắp tới. Tiểu bang Alaska vừa bỏ phiếu thông qua một cái luật bầu cử sơ bộ và quy định rõ ràng rằng 4 ứng cử viên của bất kỳ đảng nào, miễn làm sao có số phiếu cao nhất, thì một trong 4 ứng cử viên đó sẽ lọt vào vòng tổng tuyển cử. Và Đảng Bộ Cộng Hòa, họ muốn rằng bà Murkowski sẽ là người thắng sơ bộ để từ đó vào trong vòng tổng tuyển cử đấu tranh với một nghị sĩ nào đó thuộc Đảng Dân Chủ chẳng hạn. Thì thưa quý vị, theo như lời của cái vị chiến lược gia của Đảng Cộng Hòa ở tiểu bang Alaska, đó là Ark Hackney, thì Ark Hackney nói như thế này: trong lúc bà Murkowski cái xác suất để thắng cử nội bộ mà gọi là cái cuộc bầu cử primary, tức là sơ bộ đó, cũng mong manh, nhưng với cái sự ủng hộ của nghị sĩ lãnh đạo phía thiểu số Cộng Hòa tại Hạ viện, đó là nghị sĩ Mitch McConnell. Và ông Mitch McConnell nói rất rõ rằng Ủy ban Cộng Hòa sẽ ủng hộ bà Murkowski và các nghị sĩ như là John Barrasco, tiểu bang Wyoming, nói rằng họ sẽ đến tận Alaska để vận động cho bà. Cho nên họ nghĩ rằng phía chống bà, tức là phía ông Donald Trump đó, không chắc đã thành công trong cái cuộc đối đầu này. Cái lời của ông Mitch McConnell, cái lời của ông John Barrasco, nghị sĩ tiểu bang Wyoming Đảng Cộng Hòa, cho thấy rằng cái cuộc đương đầu giữa phe ông Mitch McConnell và phía ông Donald Trump rất là căng thẳng. Mà cái điểm nổi bật là cái việc mà vận động cho bà Murkowski tại Alaska. Và đây cũng là bằng chứng rõ ràng cho thấy rằng ông Trump không còn ảnh hưởng lớn trong đảng như cái thời mà ông còn làm Tổng thống của nước Mỹ. Thưa quý khán giả, ngày hôm qua, thứ Hai, mùng 8 tháng 3, thì nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa tiểu bang Missouri là ông Roy Blunt chính thức loan báo là ông sẽ không ra tranh cử năm 2022 nữa. Và ông không phải là người duy nhất. Ông đã cùng với một số nghị sĩ khác, những người đã bày tỏ cái sự chán nản đối với hướng đi hiện nay của Đảng Cộng Hòa. Trong đó có nghị sĩ Pat Toomey, tiểu bang Pennsylvania,
nghị sĩ Richard Byrne từ bang North Carolina và nghị sĩ Rob Portman từ bang Ohio. Ông Blunt không phải là người duy nhất mà đã chính thức lên tiếng chỉ trích ông Donald Trump. Và ông Blunt cũng không phải là người mà đã bỏ lá phiếu để mà luận tội ông Donald Trump. Nhưng trong các cuộc nói chuyện riêng tư đó, giữa các đảng viên bảo thủ Đảng Cộng Hòa với nhau, người ta nói rằng ông Blunt khó có triển vọng trong cuộc bầu cử sơ bộ khi đối thủ của ông được ông Trump hết lòng ủng hộ trong cuộc bầu cử năm 2022 sắp tới. Có thể thôi, có thể. Đó là lý do tại sao mà nghị sĩ Roy Blunt quyết định sẽ không ra tranh cử nữa. Bởi vì ông biết rằng ông sẽ phải đối đầu với một đối thủ được toàn bộ cái sự yểm trợ của ông Donald Trump. Theo lời nhận định của chiến lược gia Đảng Cộng Hòa Art Hackney từ bang Alaska, thì rõ ràng là không khí chính trị trong Đảng Cộng Hòa bây giờ rất là độc hại. Và cái tính chất lương thiện để trở thành một nghị sĩ ngày càng hiếm. Thay vào đó, thật dễ dàng để trở thành một nghị sĩ xấu xa. Đó là theo lời của Art Hackney, là chiến lược gia của Đảng Cộng Hòa. Art Hackney còn nói thêm, Quốc hội bây giờ là một nơi có không khí tiêu cực. Các nghị sĩ và dân biểu không cảm thấy vui thích khi làm việc, và nhất là một người thuộc phe thiểu số mà lại tỏ ra trung thành với một cá nhân, mà cá nhân đó thì lúc nào cũng có thể nghiền nát mình bất kỳ lúc nào. Ông Hackley không nói rõ cá nhân đó là ai, nhưng mà trong cái ý nghĩa của cái câu văn này đó, thì người ta hiểu rằng cá nhân đó là ông Donald Trump. Trong khi đó thì trong cái bản tin sáng ngày hôm nay online của Ban Việt ngữ đài RFI ở bên Pháp, có một cái bài viết tựa đề là tiền bạc đang làm cho mối quan hệ giữa đảng ông Cộng Hòa và Donald Trump căng thẳng. Bài báo viết rằng ông Donald Trump hiện được cho là ứng viên sáng giá nhất của Đảng Cộng Hòa trong cuộc tranh cử Tổng thống năm 2024. Và ông Donald Trump đã tuyên bố từ chối cho Đảng Cộng Hòa dùng tên của ông để gây quỹ vận động. Ngày hôm qua mùng 8 tháng 3 thì ông Donald Trump còn kêu gọi cử tri của ông không nên góp một xu nào cho Đảng Cộng Hòa, mà cái tiền đóng góp đó phải chuyển thẳng đến quỹ mang tên Donald Trump. Thông tín viên người Pháp Kerry Newton của đài RFI có mặt tại New York đã gửi về một bản tường trình cho Ban Việt ngữ đài RFI như sau. Cái thông cáo của ông Donald Trump gần như mang tính cách thoá mạ, giống như những dòng tuyết cũ của ông, khi ông viết rằng chớ đổ tiền cho những ai mang danh nghĩa Đảng Cộng Hòa. Ông Donald Trump ngày hôm qua thứ Hai mùng 8 tháng 3 đã kêu gọi các cử tri của ông, phần đông là cử tri của Đảng Cộng Hòa, hãy góp tiền cho tổ chức của ông có tên là Cứu Lấy Nước Mỹ, chứ đừng góp quỹ cho những tổ chức của Đảng Cộng Hòa. Theo như lời nhận xét của thông tín viên Karen Newton, thì đây là một thủ thuật mà ông Trump biết rất rõ và đã có được sự thành công như thế nào. Là sau khi có kết quả bầu cử Tổng thống ngày 3 tháng 11 năm 2020, thì ông Trump từng kêu gọi gây quỹ để chống lại một cuộc bầu cử mà theo như lời của ông là có gian lận, nhưng mà thực tế thì không. Và trong 8 tuần, ông đã thu được 255 triệu Mỹ Kim từ những cá nhân và những định chế mà ủng hộ cho ông. Thưa quý vị, ông Donald Trump chắc chắn dự đoán là sẽ thành công tương tự cho việc gây quỹ của ông trong tương lai và không có ý định chia sẻ nguồn lợi này. Thông tín viên Kerry Newton còn viết, Đảng Cộng Hòa đáp lại rằng họ có quyền sử dụng tên của ông Trump dựa theo tu chính án thứ nhất và bảo đảm quyền tự do ngôn luận trong các bài phát biểu chính trị, và họ sẽ tiếp tục làm điều đó. Tất cả mọi sự việc này, theo như nhận xét của nhà báo Kerry Newton đài RFI, thì rõ ràng cho thấy những căng thẳng ngày càng lớn giữa Đảng Cộng Hòa và đảng của ông Trump mà gọi tên là Cứu Lấy Nước Mỹ. Hiện nay thì một số người trong Đảng Cộng Hòa đã lên tiếng chỉ trích ông Trump là một kẻ vô ơn. Tại sao? Bởi vì họ nói rằng chính nhờ vào cái lá phiếu của Đảng Cộng Hòa mà ông Trump đã được trắng án trong phiên xử truất phế ông cách đây có một tháng thôi. Thưa quý khán giả,
tương lai chính trị của ông Donald Trump ra sao? Đó là câu trả lời chỉ có thời gian mới có mà thôi. Nhưng mà cá nhân chúng tôi đó, thì chúng tôi xin được phép nhắc lại cái lời phát biểu của dân biểu liên bang Lee Chitney. Bà là nhân vật thứ ba của đảng Cộng Hòa ở Hạ Viện và đồng thời là ái nữ của cựu phó tổng thống Lee Chitney. Bà Lee Chitney nói như thế này: ông Trump không có tương lai trong đảng Cộng Hòa và không có tương lai trong vai trò lãnh đạo nước Mỹ. Chào tạm biệt quý khán giả và hẹn gặp lại trong một điểm tin ngày mai. Nhà sách Tự Lực hân hạnh giới thiệu với quý độc giả tác phẩm Đi, Đọc và Viết, sáng tác mới nhất của nhà văn Phạm Xuân Đài. Phạm Xuân Đài viết không chỉ nhằm xuất bản một tác phẩm thuần túy tưởng tượng, mà là một cuộc hành trình khám phá chính bản thân mình qua các kinh nghiệm sống thực để rồi soi chiếu ngược lại tâm hồn mình. Đúng như tựa của cuốn sách là Đi, Đọc và Viết, Phạm Xuân Đài ghi lại những chuyến ngao du, ông quan sát, ông thu thập, rồi gạn lọc từng cảnh quan, từng sự kiện liên quan đến người và việc, rồi từ tốn dàn trải trên những trang giấy, như thể ông đang sống lại cảm giác của từng giây phút khi ông dừng lại các bến bờ vừa đặt chân tới, các vùng đất vừa bỏ lại sau lưng, để rồi rong ruổi đến một chặng nghỉ chân kế tiếp. Phạm Xuân Đài hơn 20 năm trước đã viết đoạn ký Chùa là cái thiện của làng, vẽ lên một quê hương Việt Nam tan rã. Người dân Việt Nam chỉ còn biết trông vào tính thiện của hồn thiêng sông núi để có chút an tâm khi nghĩ đến tương lai. Nay thì Phạm Xuân Đài viết Đi, Đọc và Viết để tìm cái riêng của bản thân mình và đồng thời cũng là cái chung của rất nhiều người. Tác phẩm Đi, Đọc và Viết của Phạm Xuân Đài hiện đang bán tại nhà sách Tự Lực, địa chỉ là 14318 Brookhurst Street, thành phố Garden Grove, tiểu bang California 92843, điện thoại miễn phí là 1888-204-7749, 1888-204-7749, và số điện thoại để độc giả gọi trực tiếp vào Tự Lực Bookstore là 714-676-8310, 714-676-8310. Quý độc giả ở xa muốn mua sách, xin vào trang mạng của nhà sách Tự Lực là www.tulực.com. Nhà sách Tự Lực hân hạnh giới thiệu với quý độc giả tác phẩm Khi Hơi Thở Hóa Thinh Không của bác sĩ Paul Kalanithi. Nhà báo Penny Man có nhận xét sau đây về tác phẩm này của Paul Kalanithi. Khi Hơi Thở Hóa Thinh Không là cái nhìn sâu sắc của một nhà giải phẫu thần kinh mắc bệnh nan y. Từ cương vị bác sĩ trở thành một bệnh nhân, những trải nghiệm của Kalanithi không chỉ ở góc nhìn của một thầy thuốc, một nhà khoa học, mà còn là những suy nghiệm về đời người. Trong khi đó thì nhà báo Janet Maslin của tờ The New York Times nói rằng thật khó để có thể đọc xong cuốn sách rồi quên nó đi, phần vì sự uyên bác của người viết, phần vì cách thức mà Kalanithi đã đối diện cuộc đời, chăm chỉ làm việc và cống hiến, níu kéo sự sống, học về sự chết, không hề ủy mị, cũng chẳng cường điệu. Còn tờ The Boston Globe thì nhận xét, cuốn sách giống như một bi hài kịch của Hy Lạp. Kalanithi đã viết nên những dòng văn chân phương tuyệt vời. Tác phẩm Khi Hơi Thở Hóa Thinh Không của bác sĩ Paul Kalanithi hiện đang bán tại nhà sách Tự Lực, địa chỉ là 14318 Brooker Street, thành phố Garden Grove, tiểu bang California 92843. Số điện thoại miễn phí là 1888-204-7749, 1888-204-7749. Và số điện thoại trực tiếp để quý khán giả gọi vào cho Tự Lực Bookstore là 714-676-8310, 714-676-8310. Độc giả sang muốn mua sách, xin vào trang nhà của nhà sách Tự Lực là www.tulực.com. Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm: trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachicho, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol,
thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet. Xin gọi 1-888-204-7749 hoặc ghé trang nhà tự lực mo.com. Cách đây đúng hơn 30 năm, nhạc sĩ Ngô Mạnh Thu lúc ấy còn sinh thời đã thực hiện một chương trình phát thanh trên đài VNCR tại quận Cam, miền Nam California, với chủ đề là Chúng ta đi mang theo quê hương. Nhạc sĩ Ngô Mạnh Thu nói về những di sản của người Việt đem đến quê hương thứ hai này nhằm góp thêm các di sản đa văn hóa đã có mặt từ trước đó tại Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ. Và trong lòng những người tị nạn Việt Nam, hình ảnh quê hương mà họ mang theo đến vùng đất mới này bao gồm cả chùm khế ngọt như cách diễn tả của nhà thơ Đỗ Trung Quân, bao gồm cả những loại hoa quả cây trái bày biện trên bàn thờ phòng khách những ngày Tết. Ngay tại quận Cam, miền Nam California, bên cạnh nhà sách Tự Lực, không khí Tết rõ ràng nhất là tại gian hàng bán trái cây, hoa quả của cô Ánh. Có thể nói rằng, gian hàng không thiếu một loại cây trái nào đã từng hằn sâu trong ký ức của mỗi cá nhân chúng ta lúc còn ở quê nhà Việt Nam. Không những thế, gian hàng của cô Ánh còn có các loại trái cây của các nước khác trên thế giới để khách tha hồ chọn lựa, mua sắm, chuẩn bị đón Tết. Cây nhãn da bò, cây nhãn hạt tiêu, cây long nhãn, cây nhãn Hawaii, cây ổi sa lị, cây ổi không hột Đài Loan, cây mắng cầu Hoàng Hậu, cây mắng cầu Na Việt Nam, cây mắng cầu Xiêm, cây mắng cầu đỏ của Do Thái, cây sapoche lòng mức trái dài, cây sapoche Alano trái tròn, cây khế, cây mận xanh, cây mận đỏ, cây xoài Thanh Ca, cây xoài Savoy, cây xoài cát Hòa Lộc, cây xoài Nam Đốc Mai, cây cherry Việt Nam, cây mít Thái Lan, cây vải, cây chanh dây, cây chùm ruột, các loại bông, bonsai, cây bông sứ, cây lồng đèn, cây mai, các loại rau trồng sẵn trong chậu, mua về trồng xuống đất như ngò gai, ngò om, ớt, rau quế, rau tía tô, rau kinh giới, rau cẳng cua, rau dấp cá, cây sả, cây cần tàu. Đến gian hàng cây trái của cô Ánh, chúng ta sẽ thấy hình bóng của các ngôi chợ của quê nhà Việt Nam, với hầu hết các loại cây quả, rau trái không thể thiếu trong bữa ăn hàng ngày của gia đình Việt Nam, và đặc biệt là không thể thiếu trên mâm quả bày cúng tổ tiên, ông bà chúng ta trong 3 ngày Tết. Gian hàng cây trái của cô Ánh nằm trong tiệm nước Okiwater, địa chỉ là 14340 Brooklyn Street, thành phố Garden Grove, chip code là 92843, cùng một dãy nhà chỉ cách nhà sách Tự Lực 10 bước đi bộ. Và số điện thoại để quý khách gọi trực tiếp nói chuyện với cô Ánh là 714-261-7456, 714-261-7456.